Đàn chó con Rottweiler ngày hôm nay, đàn con Siro và Zano. Sắp đến ngày chủ đón cún nữa rồi. Cho mọi người ngắm cún một chút. Rồi. Đây là đang chuẩn bị đến giờ ăn. Cho nên là tất cả chúng ta đang tập trung ra đây. Đấy. Để cho mọi người ngắm cún một chút. Đó. Lần lượt theo thứ tự là con cái đỏ này, con đực xanh này, con cái xanh này, cái hồng này. Cái hồng nhạt này, cái hồng đậm là con cái nhỏ này, con đực đen này, con đực nâu này, con cái đỏ chuyển sang bên này rồi, và con cái tím, con đực nâu đậm thì nó chạy sang bên kia ngoài rồi. Nha, để cho chúng nó ăn. Để cho chúng nó ăn thôi, không là chúng nó hóng gì quá rồi. Đói. Ok. Chờ tí nào. Chờ tí rồi ăn nha. Đang theo dõi từng động tác của chủ. Rồi. Ok. Ai. Rồi. Đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Chung đúng rồi, ăn hai chỗ hạt ngâm. Đó, đúng tuổi da của chúng nó là đợt này phải cho ăn cái hạt dành cho các con chó con, vẫn đang là cái hạt dành cho con chó con tuổi ăn dặm, nhưng vì là cái hạt nó hết cho nên là phải chuyển sang loại hạt dành cho bọn lớn hơn. Nhưng mà chịu không có cách nào khác cả, vì cái nguồn hàng nó chập chờn. Có những cái giai đoạn mà nó có cái sự gọi là biến động ở trên thế giới thì không phải là có tiền muốn mua là mua được. Ăn xong thì vẫn thòm thèm lắm. Đó. Vét nốt đi, xem còn hạt nào nó rơi thì vét nốt. Đực xanh này, cái hồng này, đực nâu đậm này, cái hồng đậm này, đực nâu nhạt này, đực đen này, rất điểm dài. Ra vét nốt đi. Ra vét đi, ra vét đi. Được nâu đậm, được nâu nhạt, được xanh và được đen. Cái tím, cái xanh, cái hồng. Hai con bé là nó ở trong hai con bé đến cái tầm này là nó ở trong cái bọn này ấy, vì là cái khoảng nuôi là nó tương đối hẹp, có thời gian cho ra ngoài chơi thôi. Còn cái lúc nằm này chúng nó sẽ nằm ở trong chuồng. Thành ra là hai cái con nhỏ này là đến tầm này là nó sẽ cứ giữ nó nhỏ hơn. Vì khi mà chúng nó nô nhau ấy, nó không chạy được. Khi về ở nhà riêng thì chúng nó sẽ vọt lên rất là nhanh. Nó sẽ phát triển vọt lên. Vì nó không bị làm phiền nữa.
chứ ở trong như ở tầm này là nó sẽ bị làm phiền, vì những cái con to này nó sẽ làm phiền những con nhỏ này. À, con nhỏ không muốn nô chẳng hạn, nhưng con to nó muốn nô là nó cứ đè ra là phải nô, kiểu như thế mất sức. Đây, như cái đàn này thì là một cái đàn lớn nhanh, một cái đàn cún lớn nhanh so với bình thường. Đấy. Đây, để cho mọi người ngắm lại tí cái xanh lá và được được em được nhỏ hơn này là sẽ không làm giấy này, em được nhỏ hơn là rất là tinh ranh luôn. Nhưng mà sẽ không làm giấy cho em nó. Bọn còn lại thì tất cả đều sẽ làm giấy khai sinh. Đó. Đàn cún này thì nhìn nó giống nhau lắm. Mọi người có thể nhìn cái lúc này lúc khác cái nhìn nó khác là bởi vì do cái góc nhìn khác đi thôi. Chứ còn nếu mà cùng một cái góc nhìn khi chúng nó hóng ban đầu thì mọi người sẽ thấy là đây bây giờ bắt đầu đến lúc đi vệ sinh. Dọn cho chúng nó cái đã. Đổ tí nước, lấy tí nước cho chúng nó uống mà chúng nó tưởng là được ăn thêm lại ra hóng tiếp. Thực ra nó vẫn đang đói lắm. Vẫn đang rất là đói. Vì là mấy hôm nay là thời tiết nó thay đổi là con chó nó hơi yếu người một chút phải giảm ăn. Đó. Nay thì khỏe khoắn lại bình thường rồi. Nhưng mà tăng ăn lại thì vẫn cho ăn ít hơn bình thường một chút. Bây giờ mà cầm đồ ăn này chúng nó hóng theo này. Thử nhá. Đây, tay đang cầm một ít đồ ăn. Ai đang cầm một ít đồ ăn khô. Đấy. Đó, để cho mọi người ngắm bọn nhóc con đây nha, nó đang giữ nguyên vị trí này. Thằng đen kia nó lại tụt xuống rồi. Siro lui tránh ra để cho con nó đỡ bị phân tâm nào. Siro tránh ra nào. Đây, mẹ đang ở đây đằng trước thành ra con nó phân tâm. Siro tránh nào. Cái này là để cho bọn nhóc con. Chứ Siro ăn phần của Siro riêng mà. Bỏ xuống là bị rơi. Đấy, Siro ăn mấy hạt đấy đi. Đây, để cho bọn nhóc con nó ăn mấy cái hạt này. Đấy, phải sửa thêm. Điên cuồng đói. Rồi. Nó vẫn đang bị cảm giác bị đói. Nhưng mà cho ăn thế là nhiều rồi. Con chó con ấy chăm ăn mà muốn nó khỏe thì cho ăn đủ chứ không cho ăn thừa. Nếu cho ăn thừa thì nó yếu người. Ăn đủ nhưng mà phải đủ chất. Tức là lượng ăn là với chúng nó là sẽ hơi thiếu một chút nhưng mà chất dinh dưỡng thì đủ. Nào, bắt đầu đánh nhau đấy. Có khi là có hạt nào rơi xuống khe là bắt đầu đánh nhau ấy, được xanh này. Cái hồng này. Ê, cái tím này. Được hồng đậm này. Cái hồng đậm này. Đây, được xanh với lại cái hồng này, hai con này sẽ là hai con tình cảm nhất đó, chúng nó sẽ nhào ra đây. Đấy, hai con đấy, còn mấy con kia thì nó đang còn mải kiếm ăn. Hai con này là ngày bé nó được chăm nhiều hơn, chăm nhiều hơn một chút. Đấy, chắc có hạt nào rơi xuống khe dưới rồi, đang tìm rồi, đang tìm khe để cho chúng nó mỗi con một hạt đi, chia cho chúng nó kiểu này cho chúng nó quên đi, cho nó không tìm nữa. Rồi. Yên tâm, con nào cũng có phần, anh không bỏ sót đâu, không phải lo, đứa nào cũng có phần hết, to bé đều có phần hết. Rồi, nó rơi xuống bên dưới tí anh nhặt. Ok, từ từ đến vòng mấy con này. Yên tâm, đứa nào cũng có phần hết.
nha, còn đủ, còn đủ một lượt. Đây. Từ con hồng. Rồi. Con xanh. Rồi, cái xanh. Rồi, cái đỏ. Cái xanh nằm rơi mất rồi. Hai đứa đều nằm rơi à? À. Đây, cái xanh lại, đừng làm rơi. Nhai kỹ thì cũng không được để làm rơi. Cái hồng. Rồi, được đen. Rồi, cái tím. Rồi, hai đứa lại chuyển chỗ à? Được. Đây, chúng nó ăn là chúng nó rất là ý tứ đấy chứ chúng nó không không kiểu gặm tay ầm ĩ đâu. Đấy, cho nên là đôi khi là chúng nó còn làm rơi. Vì là chúng nó không gặm vào mình phải ấn tay vào. Đây mới là đực đen. Đây mới là đực đen này. Hết rồi mà. Rồi, lại có đứa nào? Lại có đứa nào tìm tòi? Đây. Đây ngắm lại lượt nha. Đực nâu này, ngoài cùng này, cái tím này, đực nâu này, đến cái tím này, đực đen này, cái hồng này, cái hồng nhạt này, đực xanh còi này, đực nâu đậm này, cái hồng đậm này, cái đỏ. Chúng nó vẫn nhớ là có một cái hạt rơi ở góc đằng đấy và chúng nó vẫn đang cố để chúng nó moi lên. Cái xanh. Ok, cho mọi người quay cho mọi người ngắm đàn cún con hôm nay một chút. Vẫn còn mấy con đang tìm chủ. Mọi người mà ai quan tâm đàn cún này thì sẽ liên hệ với trại qua điện thoại Zalo 0981115000. Cún bây giờ là đón về nhà là có thể chăm ok rồi. Qua lễ là sẽ cho chủ đón cún. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.